Kính chào quý ông bà và anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn Đa Minh Phạm Hiền, Gioan Bautista Trần Kim Quang, Giuse Đa Minh Tạ Duy Tân,
Giuse Nguyễn Văn Ngôn, Giuse Trần Bình Hải, Matia Nguyễn Quảng, Phêrô Lê Văn Trang, Anne Maria Nguyễn, Anna Maria Bùi Ngọc Hoa, Katarina Nguyễn Thị Mến, Anna Maria Nguyễn Thị Hạnh, Maria Lê Thị Đức, Maria Lê Trung Hồng, Maria Phạm Thị Đông, Maria Nguyễn Thị Hiệp. Các linh hồn ông bà cha mẹ, anh chị em nội ngoại, nhóm tông đồ Chúa tình thương xin ơn bình an cho hội viên và gia đình. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng đến nơi trước nhan Thánh Chúa để cảm tạ Thiên Chúa mọi hồng ân Chúa đã ban xuống cho gia đình của chúng ta trong suốt tuần vừa qua. Ngày hôm nay chúng ta cũng đến với Đức Mẹ, xin Mẹ tiếp tục cầu bầu cho mỗi người chúng ta, cho gia đình cũng như cho giáo xứ được mọi sự bình an. Trong tâm tình đó, chúng ta hãy ăn năn thống hối, xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm để chúng ta cùng xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thư nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã ban tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi lại tôi mọi lần, vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng chuyên, ta thiên thần, ta thanh và anh chị em, thân cầu cho tôi chưa tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được hồn an sắc mạnh và nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Vinh Hiển, xin giải thoát chúng con khỏi cảnh sầu thương trên đường đời và cho chúng con hưởng niềm vui bất tận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sử tuyên niên Nguyễn thứ hai. Sau khi ông Giê-hô-gia-đa qua đời, các thủ lãnh Giu-đa đến bái yến nhà vua, và lúc ấy nhà vua nghe theo họ.
Họ đã bỏ đền thờ của Đức Chúa là Thiên Chúa Tổ tiên họ, mà phụng sự các cột thờ và các ngẫu tượng. Vì tội ấy, Đức Chúa đã giáng cơn thịnh nộ xuống Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Người đã sai các ngôn sứ đến với họ để đưa họ quay về với Đức Chúa. Các vị ấy đã khuyến cáo, nhưng họ không thèm để tai nghe. Ông Gia-ca-ri-a, con tư tế Giô-hô-gia-đa, được đầy thần khí Thiên Chúa, đứng trên cao đối diện với dân và nói: Thiên Chúa phán thế này, tại sao các ngươi vi phạm lệnh truyền của Đức Chúa mà chuốc lấy thất bại? Vì các ngươi đã lìa bỏ Đức Chúa, nên Đức Chúa cũng lìa bỏ các ngươi. Họ liền to rập chống lại ông và theo lệnh vua. Họ ném đá giết ông trong sân đền thờ Đức Chúa. Vua Giô-áp không nhớ đến tình nghĩa mà ông Giô-hô-gia-đa thân phụ ông Giô-áp Ca-đa-ri-a đã dành cho mình, nên mới sát hại ông này. Lúc gần chết, ông Gia-ca-ri-a kêu lên: Xin Đức Chúa nhìn xem và báo quán cho con. Đầu năm sau, quân đội Aram tiến đánh vua Giô-áp. Chúng xâm nhập Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, tàn sát tất cả các thủ lãnh trong dân và gửi tất cả chiến lợi phẩm về vua Đa-mát. Thực ra, lực lượng Aram chỉ đến với một số ít người, nhưng Đức Chúa đã trao một lực lượng rất đông đảo vào tay chúng. Chỉ vì dân Israel đã lìa bỏ Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên mình. Quân Aram đã trị tội vua Giô-áp. Khi chúng rút lui, bỏ vua lại trong cơn đau trầm trọng, các thuộc hạ của vua đã to rập với nhau chống lại vua, trả thù cho máu người con của tư tế Giô-hô-gia-đa. Họ giết vua ngay trên giường. Vua đã chết, được mai táng trong thành David, nhưng không được chôn nơi phần mộ hoàng gia. Đó là lời Chúa. Ta sẽ yêu thương người đến muôn thuở. Xưa Chúa phán, ta đã giao ước với người ta tiếng chọn. Ta thề cùng David nghĩa bọc ta, rằng dòng dõi ngươi ta thiết lập cho đến ngàn đời. Ngai vàng ngươi ta sẽ xây dựng qua muôn thế hệ. Ta sẽ yêu thương người đến muôn thuở, và thành tín giữ giao ước với người. Ta cho dòng dõi người muôn tồn tại, cho ngai vàng trường cứu tu trời xanh. Nếu con cái người bỏ không giữ luật ta, chẳng sống theo điều ta quyết định, vi phạm những thanh chỉ ta ban xuống, chẳng tuân cư mệnh lệnh ta truyền. Ta sẽ dùng roi sửa phạt lầm lỗi, chung gây nên tội ta đánh đòn, nhưng với người ta quyết chẳng đoan tình dứt nghĩa, quyết không hề bội tinh thất trung.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh rẻ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Vì vậy, Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo lắng cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo lắng cho thân thể, lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài được đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi những kẻ kém lòng tin! Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ cho thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ ngày ấy. Đó là lời Chúa. Chúng ta vừa mới nghe Chúa Giêsu lập luận về sự lo âu. Con thử hỏi quý ông bà và anh chị em ngồi ở đây, ai mà ngày hôm nay không có sự lo âu nào về cá nhân, về gia đình, về cộng đoàn, giơ tay không? Ai mà không có sự lo âu? Không ai giơ tay hết, vậy là ai cũng có sự lo âu. Vậy thì bài tin mừng ngày hôm nay mình phải về, mình phải đọc lại, nghiền ngẫm cho kỹ hơn chút nữa. Có thể nói là nếu mà như trong bản văn ngày hôm nay thì với sự lo âu, chúng ta thấy Chúa Giêsu có thể nói là Ngài chống lại cái sự lo âu. Thứ nhất, lo âu là điều không cần thiết, vô ích và tai hại nữa. Lo âu không ảnh hưởng đến quá khứ đã qua, mà cũng vậy, lo âu về tương lai thì cũng có thể nói rằng vô ích. Cái hai cái chứng bệnh điển hình ở trong cái cuộc sống ngày hôm nay chúng ta thường nghe thấy là lở loét bao tử hay là đau tim. Đây là những cái trường hợp, đó là cái hậu quả của cái sự lo âu. Và y học cũng chứng minh rằng là cái người mà cười nhiều đó thì sống lâu. Còn cái sự lo âu có thể nói là làm cho nó mòn mỏi tâm trí, cũng như làm suy nhược cái thân xác của con người.
lo âu ảnh hưởng đến cái khả năng mà dạy đoán của con người, làm suy yếu cái năng lực quyết định cuối cùng của con người, và có thể làm cho chúng ta không có đủ sức để đối phó với cuộc đời trong về vấn đề thể lý cũng như là trong đời sống tâm linh. Và rồi thứ hai là lo âu, chúng ta có thể nói là Chúa Giêsu trong ở đây có thể nói rằng là luận đến lo âu là một cái sự đuôi mù nữa. Lo âu là từ chối cái bài học của cái cõi thiên nhiên. Chúa Giêsu ví cái việc là bông hoa ngoài đồng, rồi con chim sống như thế nào trong thiên nhiên. Chúng ta từ chối cái bài học đó. Rồi lo âu là từ chối cái bài học lịch sử, những cái sự kiện nó đã xảy ra ở trong cuộc sống của chúng ta. Lo âu từ chối cái bài học đời sống. Bài học đời sống là bằng cách nào đó chúng ta trong cuộc sống, qua cái trải nghiệm ở trong cuộc sống, có thể nói là càng lớn tuổi chúng ta càng thấy rằng là có những cái điều nó gọi rằng chúng ta không chịu đựng nổi, con người không chịu đựng nổi, nhưng mà cũng có lúc chúng ta cũng chịu đựng được. Có những điều chúng ta không làm được mà chúng ta cũng đã làm, và có những cái điều mà chúng ta cũng đã vượt qua những cái điểm có thể nói là không có thể vượt. Đó là cái bài học của đời sống chứng minh rằng lo âu không cần thiết. Rồi lo âu là không tin kính. Lo âu không do hoàn cảnh ở bên ngoài. Trong những cái hoàn cảnh chúng ta thấy là cùng một cái hoàn cảnh như vậy, nhưng mà có người hoàn toàn bình thản, có những người lại lo cuống cuồng lên. Lo âu và bình an không do hoàn cảnh mà do từ cái cõi lòng của mỗi người chúng ta. Có câu chuyện kể rằng là có một cái người kia gặp một người ăn xin, thì ông ta mới chào người ăn xin: "Này bạn, cầu Chúa cho anh một ngày may mắn." Người ăn xin đáp lại rằng: "Cảm tạ Chúa, tôi chưa hề có một ngày nào không may." Người kia nói tiếp rằng: "Xin Chúa cho anh cuộc đời hạnh phúc." "Cảm ơn Chúa, tôi không bao giờ bất hạnh." Cái người kia rất là ngạc nhiên, nói rằng: "Anh nói sao?" Người ăn xin đáp rằng: "Có gì đâu. Khi trời tối, tôi cảm ơn Thiên Chúa. Khi trời mưa, tôi cảm tạ Ngài. Điều gì Chúa vui lòng thì tôi vui lòng. Tại sao tôi lại bảo mình bất hạnh khi tôi không bất hạnh?" Người kia nhìn người ăn mày kinh ngạc hỏi: "Anh là ai?" Thì anh ta đáp lại rằng: "Tôi là vua." Người kia mới hỏi: "Vậy vương quốc của anh ở đâu?" Người ăn xin từ tốn đáp: "Trong lòng tôi." Quý ông bà và anh chị em, thật sự cái lo âu nó nằm ở trong con người của mình, trong cái cõi lòng của mình. Có thể nói rằng chúng ta cần phải học hỏi nơi Chúa Giêsu để chúng ta quẳng cái mối lo âu đi, để chúng ta tin cậy vào Thiên Chúa. Có thể nói rằng cái tội lo âu thái quá nó ảnh hưởng không đến cá nhân của mình, nhưng đến gia đình, đến những người chung quanh, đến cộng đoàn. Đó cũng là trở thành một cái tội khi chúng ta lo âu quá đáng. Đừng lo âu về ngày mai là mệnh lệnh của Chúa Giêsu ngày hôm nay. Và đó là cái con đường không những chỉ dẫn đến sự bình an, mà ngay cả sức mạnh trong Thiên Chúa. Chúng ta hãy để Thiên Chúa ngự trị trong cõi lòng của mình như một ông vua, một ông hoàng,
và quẳng gánh lo âu đi. Amen. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, con một Chúa đã hết tình yêu thương nhân loại, ước gì người ban ơn trợ giúp chúng con. Xưa khi người Giáng sinh, Đức Đồng Trinh của Thánh Mẫu đã không vì thế mà bị tổn thương, nhưng đã được thánh hiến. Nay ước gì con một Chúa cũng giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và làm cho chúng con trở thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng con. Chúng con tuyên xưng Chúa là đấng kỳ diệu trong việc Chúa tuyên xưng, Chúa tuyên phong các thánh, nhất là khi kinh nhớ Đức Trinh Nữ Maria. Chúng con hiệp với lời ca tụng tạ ơn của người mà tôn vinh lòng nhân hậu của Chúa, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thật ra Chúa đã làm nên những việc trọng đại trong toàn cõi địa cầu và đã mở lượng từ bi hải hà của Chúa đến muôn đời. Khi đoái nhìn phận hèn nữ tỳ của Chúa, nhờ người Chúa đã ban cho nhân loại đấng cứu độ là con Chúa Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhờ người đạo binh các thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng: Chúa là Chúa.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Mikae chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lành Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an,
Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa hoan hỷ cử hành thánh lễ kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria và đã được ăn bánh bởi trời, xin cho chúng con biết noi gương Đức Trinh Nữ rất thánh mà hết lòng cộng tác vào công trình cứu chuộc của Đức Kitô, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Quý ông bà và anh chị em, trong tuần tới thì các cha sẽ đi tĩnh tâm mấy ngày, cho nên trong tuần tới giáo xứ sẽ không có thánh lễ buổi sáng vào ngày thứ ba, thứ tư và thứ năm. Thứ hai vẫn có thánh lễ như thường, buổi tối nào cũng có thánh lễ hết, thứ hai có thánh lễ như thường, và thứ sáu bắt đầu trở lại thứ sáu thì thánh lễ vẫn như thường buổi sáng và buổi chiều, chỉ có không có thánh lễ buổi sáng vào ngày thứ ba, thứ tư và thứ năm là thôi. Xin quý ông bà và anh chị em chúng ta có thể sắp xếp để đi lễ buổi tối, hoặc là đi lễ ở đâu đó thì tùy theo quý ông bà và anh chị em. Con xin được nhắc lại, sẽ không có thánh lễ buổi sáng ngày thứ ba, thứ tư và thứ năm. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban muôn phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.